Trong cái số 15 trẻ này thì hiện nay là hồ sơ là chỉ có hình ảnh của các trẻ thôi, chứ còn họ tên thì phòng hoạt động quận 12 là chưa có cung cấp cho trung tâm, thì cũng đang tiến hành. Thứ nhất là để biết được cái hồ sơ y tế của trẻ 15 trẻ này, hiện nay là trung tâm phải thực hiện cách ly về y tế. Lực lượng y tế của trung tâm bước đầu cũng đã khám tổng quát ban đầu, cân đo để có định lượng cái chế độ sữa, chế độ ăn cho 15 trẻ này. Là các bé sơ sinh thì là cũng đã từng ở dưới cái mái ấm của Hoa Hồng thì cũng đã sống như môi trường tập thể. Đến thời điểm này các bé thì cũng ăn uống tiếp thu rất là tốt. Thì hiện nay thì đang trong quá trình cách ly thì chỉ có lực lượng bảo mẫu tiếp xúc là thực hiện là chăm sóc là chính. Khi nào mà các trẻ mà nó đã hoàn thành cách ly, nó sức khỏe nó ổn thì khi nó là ở về khoa với các trẻ khác thì lúc đó trung tâm sẽ có các biện pháp tiếp theo của cái lực lượng mà đến để hỗ trợ về tâm lý, giáo dục về kỹ năng cho các trẻ. Khi mới vào thì bộ phận y tế của trung tâm cũng thăm khám thì các cháu, nói chung là tình hình sức khỏe các cháu thì cũng rất là ổn, không vấn đề gì cả. Thì còn chế độ chăm sóc ăn uống thì hiện nay đơn vị cũng áp dụng với lại cái tiêu chuẩn của nhà nước cấp, đồng thời cũng có hỗ trợ thêm về những cái tiền thêm về cái dinh dưỡng cho các cháu của các mạnh thường quân hỗ trợ, cho nên là các cháu được đảm bảo chăm sóc một cách tốt nhất, kể cả về dinh dưỡng, kể cả về tinh thần, về ổn định tâm lý, để cho các cháu có cái sự hòa nhập tốt nhất với lại trung tâm.